chào bạn và mình là An Bé. Hôm nay thì bọn mình đã quay trở lại về cái series bốc hồ trúng thẻ. Đang đấy. Thì hôm nay đang bận. Thì mình có cái hôm nay mình sẽ chuyển sang là bốc hộp bánh, thì mình sẽ bốc hộp bánh Marinball nha mọi người. Thì lần trước mình có bốc thẻ và mình cắt thẻ ra và mình không quay được cho các bạn ấy, thì bây giờ mình sẽ review, thì mình sẽ cho các bạn xem thẻ mà lần trước mình đã trúng. Đó chính là Nguyệt Đao nha các bạn. Nguyệt Đao này, Khiên thủy lực này, Bạch Tuộc Auto này, và Quý Lão Toto. Thì năm thẻ này nó đều có cái tác dụng bên dưới nha mọi người. Mỗi thẻ đó đều có tác dụng, những đặc biệt những lá phép. Đó, thì là nếu như mà một hộp bánh như này thì các bạn sẽ thôi, khi các bạn mở ra các bạn sẽ cắt hai cái thẻ này ra. Nhưng mà nếu như bạn may mắn thì có thể bạn sẽ trúng được thẻ đặc biệt ở ngay trên đầu. Đó, mình sẽ giải thích cho các bạn xem vào nha mọi người. Rồi, chứ một cái điều rất là quan trọng là trước khi vào, các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nhá. Và đừng quên qua những kênh khác để subscribe cho họ một cái, để mai sau mình có thể là bật được tất cả các kênh kiếm tiền, thì lúc đó mình sẽ cố gắng ra những video chất lượng hơn như này nhiều nha. Còn bây giờ thì vào clip thôi. Tiền, mình sẽ mở cái này trước nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở. Đây, khi các bạn này, các bạn có thể thấy nó người ta đã kẻ sạch, thì bạn chỉ cần ấn vào đây rồi các bạn mở lên thôi, còn không cần phải dùng bạo lực kéo cắt gì cả. Nào, mở đi, mé mạnh tay lên. Ô, các bạn ơi, không có thể đặc biệt được nha mọi người. Đấy, các bạn để cho các bạn thấy trên đầu này không có thể đặc biệt thì là sẽ không có. Mà sẽ mở thử ra. Ô mọi người ơi, mình sẽ không trùng nha mọi người. Đại vương trùng đâm bi. Chúng ta là có đại vương đâm bi và mắt thần. Bây giờ thì mình sẽ để sang một bên. Và gói thứ hai là do tay mình bóc ra. Rồi, mông là đỏ nha các bạn. Rồi, 3, 2, 1, mở ạ. Ui, không phải rồi, nhưng mà mình rất là may mắn đấy các bạn, lại không trùng nữa rồi. Cá mập sắc cô. Lại không trùng rồi. Cá mập sắc cô. May mắn quá. Là gì ta? Cá mập sắc cô. Với cả là cuồng phong lốc xoáy. Hôm nay thì mình cứ nghĩ là bốc thẻ chúng ta sẽ bị trùng. Nhưng mà mình không ngờ là mình lại không trùng luôn mọi người ạ. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ bốc bánh ăn trước nha. Bánh ngon ngon mình cực kỳ thích luôn. Thay đổi một hộp. Ăn nửa đấy. Nửa hai đấy. Không cần đâu. Ăn như này chắc rất là ngon mọi người. Mình thấy vội. Đây, một đây là hộp bánh Marimoy. À, gì à? Cái này vị gà BBQ. Nó rất ngon không? Gà BBQ, có 3 vị. Vị rong biển, vị gà BBQ và vị ớt. Nóng. Mua bánh Marimoy. Nó hình dạng này rất là thú vị. Đó, nó có rất là cốt truyện như đây nè. Nó có rất là cốt truyện nha mọi người. Ngon quá. Ăn nhanh lên một lưỡi thẻ nữa. Mình ăn lên một lưỡi thẻ. À, khó quá mấy bạn ạ. Các bạn mua thử cái bánh này đi. À, rất là ngon. Nó có phiên bản mới. Nào, hết nhớ các bạn ăn Marimoy nhiều, các bạn có thể thấy là Marimoy nó rất nhiều phiên bản. Bây giờ mọi người, nó rất là ngon rồi. Đó, cũng chưa ăn thử luôn.